Ninh Dương Lan Ngọc, cái tên đã trở nên quen thuộc với khán giả Việt qua hàng loạt phim ảnh và chương trình truyền hình đình đám. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên cùng tính cách hài hước lầy lội, Lan Ngọc luôn thu hút sự chú ý và yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Tháng 1 năm 2024, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã thông báo kế hoạch du học nước ngoài để nâng cao kỹ năng diễn xuất sau nhiều năm cống hiến cho showbiz Việt. Mới đây, theo nguồn tin thân cận của Tiền Phong, Ninh Dương Lan Ngọc đã có mặt tại Úc từ ngày 11 tháng 5 và bắt đầu chương trình học diễn xuất của mình. Nữ diễn viên dự kiến sẽ trở lại Úc trong khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, cho đến tối ngày 11 tháng 5, phía nữ diễn viên cũng không hề có động thái công khai việc bản thân đã đi du học mà âm thầm xuất ngoại như kế hoạch đã công bố trước đó. Tại thời điểm công bố dự định xuất ngoại để đi học, Ninh Dương Lan Ngọc bị nghi bí mật sang nước ngoài sinh con. Cô ngay lập tức lên tiếng phủ nhận và nhiều lần khéo léo đập tan tin đồn này thông qua việc khoe dáng chăm chỉ đi làm. Nữ diễn viên từng thẳng thắn chia sẻ, khi có nhiều thông tin cho rằng Ngọc sang Úc sinh con, Ngọc cần phải nói rõ thông tin. Ngọc chỉ là dừng lại việc chạy show chứ không có trốn đi đẻ, đừng đồn tội nghiệp con bé. Có chồng là có con liền nên đừng lo. Đáng chú ý, sáng cuối tuần ngày 12 tháng 5, nữ diễn viên khoe ảnh tức thì khi sang Úc với loạt khoảnh khắc xung vầy bên người thân ở nước ngoài. Ninh Dương Lan Ngọc từng chia sẻ, một trong những lý do cô chọn sang Úc vì có người quen tại đây. Ngoài ra, Ngọc nữ còn tranh thủ lên đồ đi xinh đẹp để chụp ảnh check-in, khoe môi trường sống mới. Có thể thấy Lan Ngọc giữ thần sắc vui vẻ, tươi tắn và trong tràn đầy năng lượng để bắt đầu thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng diễn xuất. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng khẳng định không rời showbiz mà chỉ hạn chế hoạt động trong 2 tháng tới. Không đến nỗi vắng mặt hay vắng bóng đâu mọi người ơi, Ngọc chỉ đi học ngắn hạn thôi. Học xong Ngọc sẽ quay trở về Việt Nam liền, mọi người yên tâm nhé. Còn về việc có tiếc nuối không thì Ngọc nghĩ khi mình đã quyết định đi học, đồng nghĩa việc Ngọc không cảm thấy tiếc nuối. Thay vào đó, Ngọc còn phải đặt quyết tâm, phải cố gắng học tập, trau dồi nhiều hơn để bản thân ngày càng hoàn thiện và tốt hơn. Ngọc vẫn sẽ cập nhật thông tin và hình ảnh thông qua những nền tảng mạng xã hội. Chúng ta chỉ tạm xa nhau một khoảng thời gian ngắn thôi, mọi người đừng quên Ngọc nhé. Sau nhiều năm làm nghề, ngoài vai trò diễn viên, Lan Ngọc còn là cái tên nổi bật trong các game show, chương trình thực tế. Gần đây, cô gây sốt khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và xuất sắc trở thành một trong 7 mỹ nhân được thành đoàn. Tuy nhiên, nhóm chị đẹp này tan rã. Thay vào đó, Lan Ngọc trở thành thành viên của Lunas cùng với Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh, Trang Pháp, Huyền Baby. Về lý do chọn thời điểm sau khi thi Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng rồi thành lập nhóm Lunas để đi du học, Lan Ngọc từng nói: "Tôi học trường sân khấu điện ảnh nhưng ra trường đã lâu, tôi tiếp thu kiến thức kinh nghiệm khi đóng các tác phẩm từ các anh chị đồng nghiệp cho đến thời điểm tôi thấy cạn kiệt nguồn năng lượng vốn sống nên muốn học hỏi thêm. Việc học của tôi đơn giản, có thể học khóa ngắn hạn nhưng ở nhiều nước." Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990 là một nữ diễn viên được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, tính cách dễ thương cùng lối diễn xuất tự nhiên đầy cảm xúc. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên gốc gác của cô lại là Nam Định. Lan Ngọc từng theo học trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân và sau đó là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu sự nghiệp với vai diễn nương trong bộ phim Cánh Đồng Bất Tận, Lan Ngọc nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi ngoại hình trong sáng, diễn xuất tự nhiên và lối diễn xuất hài hước duyên dáng. Thành công vang dội với vai diễn Cô Lại Vợ Bầu, Lan Ngọc khẳng định vị trí nữ hoàng phòng vé và trở thành một trong những diễn viên được săn đón nhất nhì showbiz Việt.